Rồi, cảm ơn chú nhé. Dạ. Nào đến với đây chúng ta lại coi ai đi chi tốt. Vâng vâng. Rồi cho cái xe Lucas, Lucas kia vô. Cái này chút xíu rồi, hạ cái máy xuống luôn à. Hạ luôn đó, gỡ cái máy xuống luôn. Cái này phải rửa trước đi nhá. Chứ sợ hạ mà à, để nguyên com lê vậy hạ cái máy xuống. Rồi chào em Nguyễn Duy Lân nhá. Chào cô Phương. Rồi, chào toàn thể anh em tại trường Group. Đây hôm nay cũng đường thợ làm này là bừa bộn quá. Làm lại cái chân. À, và hôm nay cái dòng xe Vision đây à, có trang bị bộ ba cảm biến à, có trang bị khóa thông minh Suzuki, nghe xe không nổ được nhá. À đấy, lúc nổ được lúc không. Thì cái xe này là khách hàng đương đi là chết máy à, khi mà ra hãng để kiểm tra đấy thì mức độ là hãng kia là rất bình thường. Vì sao? Vì cũng rất là khó à, vì cái xe đó là xe này đường bị chủ yếu là bị cái bơm cung cấp nhiên liệu nha anh em lưu ý. Chúng ta cần phải kiểm tra cho chính xác. Vì xe này thì khách thì đã được ra hãng kiểm tra rất nhiều lần nhưng mà tình trạng thì vẫn y chang cũ. Đường đi chết máy đột ngột. Xin chào Hiếu Lê nhá. Xin chào Nguyễn Thành. Xin chào toàn thể anh em. Đầu tiên thì các anh em cần phải làm gì? Bản thân tôi thì đi vào là kiểm tra bằng thông số hiện hành bằng trên thiết bị motor căn tắt. Thì chúng tôi thấy có vòng tua đầy đủ thì chúng tôi chỉ biết là gì trên tình trạng ra vần, vì cái dòng xe này Vision là hay bị cái bộ bơm nhiên liệu nhá, cung cấp nhiên liệu. Rồi xin chào em Lâm nhá. Rồi đây rồi, xin chào em xe máy Công Huy. Hôm nay đường làm cái trần lại trời nó bừa bộn lắm anh em ạ. Đây là xe Vision nhá, không nổ máy được à, tình trạng là khách đi chút xíu là đề được, chút xíu lại không được à, có nghĩa là không lỗi về điện tử. Đầu tiên anh em cần phải có thiết bị nhá, có thiết bị mới kiểm tra được chính xác. Dạ dạ vâng. À, và bản thân mình đừng sử dụng một một cần táp nhé. Ừ, cái này nó sáng quá. À cái này nó bây giờ nó đường bị rất là mờ, nghĩa là cái ánh sáng nó gì vậy. Thì bây giờ tôi cần kiểm tra đầu tiên đó là áp suất bơm nhiên liệu nha anh em lưu ý. Cái dòng này nó không có gì khi mà tình trạng khách tả là cứ chạy một đoàn chết máy hoặc là để một lúc lâu à, nó lại nổ được. Thì à, đa phần là lỗi chính cái nhà sản xuất. Đó là do cái gì? Đó là bộ cung cấp nhiên liệu. Thì để chuẩn xác nhất thì anh em nên gỡ ra nhé. Anh em hãy kiểm tra bằng áp suất bằng dụng cụ nhá, dụng cụ và đồng hồ. Rồi sao
em Nguyễn sửa xe nhá. À không ạ, cô ạ, cô chạy xuống dưới cái cô ạ. Dạ vâng ạ. Vâng ạ, đúng rồi. À bây giờ thì lổ được này, nhưng mà lổ chút xíu sau là nó lại tuột xuống nha anh em lưu ý. À bây giờ thì rất là ok này. Cô chạy cỡ một đoạn nữa là cô nằm bên trái này cô. Người ta sẽ áp tay cho cô nhé. Dạ. Không, cô chạy thẳng xuống đây này. Rồi, xin chào em Giang Nguyễn nha. Ở đây có nghĩa là các bạn, các anh em lưu ý. Trên đây là trên lỗi, là lỗi do motor cung cấp nhiên liệu. Khi chúng ta kiểm tra ở trong tình trạng lái mà lúc được lúc không thì hiện nay cái motor lại bơm chỉ trong vòng chút xíu là bắt đầu nó sẽ tuột kim xuống nha. Chạy nóng máy motor lại tuột xuống. Vừa nãy là chết máy. Chết máy thì khách hàng bảo cái tình trạng là cứ mỗi lần như vậy là để một lúc, một tiếng là bị, để một tiếng lại chạy sử dụng được. Nếu chúng ta tắt khóa nhiều lần là nó sẽ bị trở lại bình chạy bệnh y chang cũ nha anh em lưu ý. Nhưng mà cái motor này lỗi là cần phải chạy nóng motor, nó là dùng chổi than nha anh em lưu ý nhá. Dùng chổi than. Rồi, xin chào em Giang Nguyễn nhá. Xin chào toàn thể anh em. À, bản thân của mình là những dòng xe là của khách hàng mang tới. Đây anh em nhìn thấy kỹ này. À, xe chỗ mình thì rất là nhiều nên là tất cả là toàn bộ là những cái dòng xe là sửa chữa bằng thực tế. Ở đây hôm nay thì nó bừa bộn đấy, do là làm lại cái lập phông. Nên ở đây á, cái bơm này nó đã bị lỗi nên là anh em ạ, kiểm tra cứ để muốn thuyết phục khách hàng thì anh em chuyển lỗ trong vòng cỡ một tiếng thôi là nó bị ngay lập tức nha. Chúng là yếu từ từ, yếu từ từ ạ. Cái này thì mình đã vừa lấy đã kiểm tra lần đầu tiên đã bị tụt rồi, nên bây giờ chia sẻ thì khách đã về. Khách đã về thì để chia sẻ cho anh em, nhưng mà khi để lâu rồi, để lâu nó nguội cái motor nha anh em lưu ý. Nó giống như kiểu cái này, nó cái trạng thái nó như là kiểu cái motor đề đấy, đề của anh em ấy là trên dream way đấy, là khi cái motor đấy nó chổi than, nó cái cuộn dây đồng bên trong có lỗi hay sao á, là nó bó lại, nó không thể xoay đủ được cái vòng để cung cấp nhiên liệu nên nó sẽ tuột xuống còn có ký. À đúng rồi em, chính xác. Và bây giờ tôi đã làm xong, và bây giờ tôi đã được xong rồi, bây giờ chia sẻ với anh em và sẽ thì thay cái bộ cung cấp nhiên liệu. Đấy đây, tôi đã thay một bộ này thì trên đây khách hàng mang tới. Lưu ý nha anh em, đi nhớ cái đầu xe này.
hai bình nước này. Em ơi, ra ra tay nhớt trước giùm anh cái. Ồ, xanh quá trời. Em ra tay nhớt trước giùm anh cái. Rồi, xin chào toàn thể anh em nhé. Đấy, cứ thay nguyên khung cho nó đảm bảo. Anh em đi. Cái sim này anh em bỏ luôn nhé, đừng có gắn vô, thay mới cái sim đi. Em ơi cho cái sim của cái trong này là có cái sim có sẵn này anh em.
nữa nhá. Đây anh em nhìn thấy là 3 cân căng đét luôn. À, lưu ý anh em hãy nhiều, có nhiều anh em đã từng thay cái lõi rất là nhiều, nhưng mà quan trọng nhất là anh em phải kiểm tra lại cái khi trong quá trình chúng ta thay bơm hoặc thay lõi, chúng ta cũng cần phải kiểm tra lại cái câu cuối cùng nhé. À, thôi xin chào toàn thể anh em.